Hello mọi người, thì hôm nay là Hưng đang chuẩn bị bàn giao một chiếc xe, đó là chiếc VinFast Fadil màu xám, và bản này là bản nâng cao. Đấy, thì có thể nói là một trong những chiếc xe đang rất là hiếm, bởi vì Fadil hiện tại đang cháy hàng, thì như mọi người cũng đã biết đấy, và phải trân trọng từng giây phút được giao những chiếc Fadil đến tay khách hàng, bởi vì những khách hàng mà đặt cọc tháng 12 thì sẽ nhận nguyên cái chương trình của tháng 12 2020 đấy, và sẽ đợi giao xe trong quý 1 2021. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Còn nếu như khách hàng nào mà đặt xe trong tháng 1 thì sẽ không nhận được xe sớm đấy, và phải đợi rất là lâu. Thì VinFast Fadil phiên bản nâng cao hiện tại Hưng báo mức giá lăn bánh trong cái tháng 1 này là 466 triệu. Đấy, nó cao hơn đến hơn 42 triệu so với cái phiên giá tháng 12 năm 2020. Đấy, tháng 2020. Ở đây thì cái ánh đèn nó sáng, đây là cái chất lượng màu của video nó sẽ hơi bị chói một tí. Đấy, phiên bản này thì sẽ dùng cái mâm là mâm phay xước nha. Và màu xám thì Hưng có thể nói là một trong những cái màu đang gọi là đẹp nhất, bởi vì nó sẽ cùng tông với cái màu cả sau này. Đấy, đây chính là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, thì ở nằm mức là 5,85, 7,11 và 5,11 khi mình đi ngồi đô thị, cũng là một cái mức gọi là để chúng ta tham khảo thôi, thì chắc chắn sẽ không có đúng theo thực tế. Đấy, thì Hưng cũng đang đợi vợ chồng của anh chị chủ xe này bàn giao giấy tờ cũng như là bàn giao xe và hướng dẫn cách sử dụng xe. Đấy, thì quy trình của một buổi bàn giao thì sẽ là bàn giao giấy tờ, bàn giao cà vặt xe, đăng kiểm cũng như là những cái hóa đơn mà khi mà mình đi làm về mình gửi lại cho khách hàng để khách hàng biết được đã đóng bao nhiêu tiền, có đúng vào trong những số tiền mình đã thu với khách hàng không. Đấy, và sẽ bàn giao xe, trong đó có chụp ảnh, gửi một bó hoa cũng như là hướng dẫn sử dụng xe cho khách hàng. Xong rồi. Ok, một cái video ngắn giới thiệu sơ lược về Fadil, và ở trong video này Hưng cũng sẽ giới thiệu luôn là VinFast Fadil trong tháng 1 với phiên bản tiêu chuẩn lăn bánh sẽ là 435 triệu, bao gồm bảo hiểm thân vỏ và tất cả những cái chi phí, và phiên bản nâng cao sẽ là 466 triệu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video giới thiệu về xe cũng như là những cái video của Hưng. Mọi người có thể đăng ký kênh và chờ đón những cái video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.